Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Và trong ngày hôm nay á, hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái meta về Brand đi rừng nha mọi người ơi. Một cái vị tướng á, có lượng sát thương rất là lớn khi mà đi rừng nào, cũng như á, là dọn qua rừng phải gọi là cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì ở trong cái phiên bản mới này, Riot cũng mới add thêm một cái trang bị mới phải gọi là cực kỳ hợp lý luôn và siêu thích hợp luôn nha mọi người ơi, cho cái vị tướng Brand đi rừng này ha. Đây chính là đuốc lửa đen. Nên là con này á, nó đang nổi lên về một cái hiện tượng đi rừng phải gọi là cực kỳ bá luôn anh em ơi. Nó vừa dễ chơi nè, nó vừa mạnh nè, và dọn quá rồi nó còn nhanh nữa. Đây anh em tích tách đã quăng cái nổ nha. Đây là một cái mẹo khi mọi người chơi Brand á, anh em có thể tích được cái nội tại khi mà chỉ mới có hai kỹ năng thôi, W với lại là Q ha. Mình nghĩ khi mọi người khi mà đi rừng với con Brand này, cái chiêu đầu tiên nên nâng á là chiêu Q nha. Tại vì sao? Nó hồi rất là nhanh luôn. Và khi mọi người ăn quái rừng đầu tiên á, thường sẽ là con bù xanh hoặc là con bùa đỏ đúng không? Thì quy đâu mục tiêu anh em ơi, nó cũng khá là ổn á. Con quy trước nè, đợi tí W nha mọi người ơi. Xong rồi đợi tí nữa, quyền phát lại nổ nha. Mà cái này à, không còn rồi, cái này là vừa đủ đam luôn. Rồi farm 3 bãi xong, level 3, bây giờ được farm phải gọi là cực kỳ lẹ luôn. Nói thật với mọi người luôn á, cái con Brand đi rừng á, là sinh ra để mà đi farm luôn anh em ơi. Đó, một bãi quái thật sự là chưa tới 5 giây, rất là nhanh. Ra gần mít chiêu chiêu luôn nè, còn nửa cây máu nè anh em. Ép tóc biến cũng được. Tóc biến không? Không tóc biến hả? Xin luôn rồi, xin luôn rồi. Ok, phải đi gần thành công anh em nha. Đẩy dùm cho, đúng rồi. Đẩy quái vô cho mít nha mọi người, để cho mít kia nó mất lính á. Rồi cho mít mình nó được về lẹ nữa. Chứ giờ còn mang lính đó mà mình không có đẩy phụ nó anh em, là nó phải mất công nó ở lại lane rồi nó đánh quái rồi nó trưởng kỹ năng các kiểu á. Nhiều khi rừng ra là cút luôn. Ok, tự nhiên đi răng găng cái mất khúc máu anh em ơi. Bây giờ farm nó cũng hơi khổ này, nhưng mà không sao. Nó thả diều phải gọi là cực kỳ dễ luôn á. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì ở trong mấy cái phiên bản trước, Riot cũng tăng sức mạnh và cái việc Brand đi rừng lên rất là nhiều luôn á nha. Thứ nhất á, là về sát thương gây lên quái rừng ở những cái kỹ năng như là W, E, nội tại hoặc là Q luôn nha mọi người. Thứ hai á, là những cái trang bị á, bây giờ rất là thích hợp luôn cho Brand đi rừng nha. Lên ông ơi, ui nhảy phối hợp ác kì, ác kì, ác kì. Ô hỗ trợ thôi nha, ok cũng được anh em ơi, không sao. Tôi xin này nha, tôi xin này nha. Ê, phủ cái. Úi xồi ôi, xém cúp anh em ơi. Tham lam và cái kết à, sắp cúp luôn mà. Nếu như mà mình phán đoán đúng á, thì cái đi rừng tên bạn á, là ăn từ blue xong rồi lên red anh em mà. Chắc là giờ ăn đang con cua trên á, còn mình ăn cua dưới thôi. Mình găng boss xong mình ăn luôn anh em. Cái trang bị đầu tiên khi mọi người lên khi bị cho Brand đi rừng á, đây chính là đuốc lửa đen nha. Một cái trang bị nó cung cấp khả năng hồi mana nè, một cái lượng lớn phép thuật nè, và cái quan trọng nhất á, là có sát thương đốt nha mọi người. Kỹ năng của con Brand á, nó sốc đam đã mạnh rồi, và sau khi sốc đam á, nó đốt rất là đau. Và nếu như mọi người lên những cái trang bị như là mặt nạ đồ đầy Lion Rai nè, hoặc là đuốc lửa đen nè, hoặc là bất kỳ một cái trang bị nào có hiệu ứng làm chậm á, như là trường Phala Rila các kiểu á, thì nó rất là bái nha. Rồi tôi mới găng bót một cái đi lên lại mất cái con mất con cốc luôn anh em. Rừng nó qua nó cướp lẹ thì cái chứ, nó ăn xong mấy con cua qua cướp cốc luôn anh em à. Mà nếu mà mình tính không nhầm thì bây giờ cái bãi chim của tên bạn là họ phải hồi lại rồi. Mới có chuối nè. Ây da, ra canh cái đợt mà nó cắm mắt á. Ui, không về. Lì. Có khi nào rừng nó bên đó không ta? Hơi khó rượt rồi anh em. Ê, anh em ơi, giết, hit me. Có hồi máu anh em ơi, cảm ơn. Vậy đủ rồi. Ê, đừng mà. Ui xồi, hên thế. Tôi biết ngay mà anh em ơi, rừng nó ở bên đó nên con Eri này á, đánh phải gọi là cực kỳ tự tin luôn á. Nó thấy mình găng rồi mà nó không về. À, cái gì nữa đây, cái gì nữa vậy gì nữa, thôi đốt nãy ra này mà nó có e á, nó e không phải là mình chết. Dưới đời nó này, dưới đời nó lì rồi cái chơi đi em.
ăn đi dít, quý 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 hụt nhưng mà đánh quý hụt đánh thường chúng á đi mà đánh thường sao mà né được, hay quá bạn ơi. Và thế là có luôn 150 hỗ trợ nè, ngon lành. Một fan solo cực cắn trên top à, một cana với lại là JC đi top, holy shit. Ui Vinh bắn rồi lên trên mà hụt vào kìa, ông JC né ác rồi. Và bản ngọc của mình đang mang á là thu thập hắc ám nha mọi người. Một cái bản ngọc mình nghĩ là nên có khi mà chơi những cái vị tướng phép đi rừng như là Nili nè, Kathed nè, hoặc là cả Baran luôn nha mọi người. Tại vì nó sốc đam cực kỳ vê, phê lắm anh em. Mọi người đi rừng á, lâu lâu rảnh á, ghé ra mấy cái len anh em quăng một cái, lâu lâu ghé ra quăng một cái, hút một cái linh hồn anh em ơi. Tích được tầm giữa game á, mười mấy hoặc là 20 số linh hồn thôi là đủ rồi á. Mọi người chỉ cần vào combat, anh em combo đủ, búp thêm cái R là xong, xong nhiệm vụ rồi đó. Nếu như mà ngon nữa, anh em làm chón ADC hoặc là mid team bạn là xong nữa rồi đó. Anh em nghĩ đi, đây là một cái vị tướng đi rừng á, dọn qua rừng nhanh là thứ nhất nha, có một cái lượng sát thương rất là lớn để mà đi găng là thứ hai nha. Và cái thứ ba á, nó là một cái vị tướng phép mà có một cái lượng CC phải gọi là thẳng vào mặt luôn anh em. Tí nữa mọi người mà canh cái quy chuẩn chuẩn tí thôi là team bạn đứng tới chết. Combo phải gọi là sốc đem cái phát một. Rồi level 6 rồi, level 6 rồi. Đi ăn rồi đi dưới boss anh em ơi. Vậy là mình đi ăn ấy thôi, mình đi ăn sau thôi. Con này ăn sau thì nói chung là cũng khá là nhanh, tại vì nó đốt mà anh em, nó đốt lan á. Đó, nó nổ kìa, nó nổ kìa, thấy không? Nổ không phát ban sau luôn mà anh em ơi. Ok, một con nè. Nó nổ hoài luôn á anh em. Wow, con này ăn sau bao nhanh mọi người à. What the fuck. Thời con này ăn sau bao nhanh luôn. Ok, ăn được ban sau rồi đấy. Được một cái lượng kinh nghiệm thật sự không phải là quá nhiều nhưng mà gì cũng đủ rồi. Quan trọng là cho team mình nó đẩy trụ thôi. Tại vì team mình có Chitina, có Jit nè, với lại là có JC luôn anh em. Đẩy trụ bao nhanh. Mọi người nên ăn sâu á khi mà đường trên của mọi người thắng. Hoặc là mọi người muốn chơi kiểu á mà Snowball ăn lớp giúp trụ nè, để mà có thể thắng được cái game này. Còn ăn rồng á là hướng tới cái việc mọi người có một cái lane boss thắng, cũng như á là đánh về cuối game, hoặc là cái linh hồn rồng nó ngon á, thì anh em cứ ăn rồng thật sự là nhiều và lúc đầu game là ok. Và đó cũng là một cái công cụ giúp cho mọi người, nếu như mà lỡ thua nha thì có cái cớ để mà vịnh vào, để mà kéo dài thời gian trận đấu này, để mà vào cuối game á anh em lọt kèo lại nó cũng dễ hơn. Nói chung là ăn rồng hay là ăn sâu á, nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái và cái cặp mid boss với lại top á. Bạn chủ ông ơi, vô ông ơi, ăn chón nè, easy chưa đấy. Đi găng phải gọi là bao dễ luôn anh em à. Con này nếu như mà so farm và con ca thớt á thì chắc chắn là nó sẽ không bằng nha. Con ca thớt mà nói thật với mọi người luôn á là sinh ra để mà đi farm rồi. Con đó farm tới chết nha mọi người. Ca thớt á farm khi nào tới level 6 hoặc là khi nào mọi người đủ đồ á, lên mà nó có combat á, ít máu á, anh em rờn phát phụ cái là có linh hồn nè, rồi có mạng luôn, là hoặc là có hỗ trợ, khá là dễ chơi. Đây, ở phút thứ 9, thứ 10, mình ăn được một mạng hỗ trợ, 4 mạng về nhà quốc phát luôn một cái trang bị lớn. Cái trang bị đuốc lửa đen này á, nó rất là ngon khi mà kết hợp với cái nội tạo của con Baran này. Tại vì nội tạo con Baran á, nó cũng là đốt, nó cũng là sát thương theo thời gian. Và cái đuốc lửa đen này á, nó cũng là như vậy luôn nha mọi người. Tôi xuống này ông ơi. Rồi, xong. Ơ! Ây da! Nó cứ cái nội tạng nó chạy nhanh quá này em ơi. Thôi là ăn rồi. Ơ nhưng mà từ. Solo không bạn? Cái tôi cao lên à, này cái tôi thấp anh em à. Gặp mấy đứa mà cái tôi cao quá, thấy mình chạy ra là nó solo à. Mình còn tóc biến á, nên mình cũng còn một chút đột biến một tí anh em ơi. Thôi đi găng mít. Có mắt rồi hả? Mà làm sao? Tóc biến này anh em ơi. Combo nè. Holy shit. Tóc biến luôn hả? Khó chịu ấy. Còn quay lại. Phải cái rồi làm chậm nè, một cái quy làm chón nè, một ke nổ. Đấy, ngầu đét luôn ở đây mà. Cái chiêu rồi của con này á là kỹ năng có tầm hoạt động xa nhất nha mọi người. Nếu như mọi người combat, ê từ. Của tụi cái, dưới đây. Hay quá ông ơi. Nice. Ui. Dít hơn mà nó quăng cái rồi vô hỗ trợ nha mọi người. Nó mới sống á, thôi cút rồi.
Như mình đã nói nha, cái chiêu R con này á là nó có tầm hoạt động xa và cao nhất trong cái bộ chiêu của nó. Nên nếu như mọi người muốn rượt hoặc là muốn tiếp cận á, anh em cứ quăng R vào trước. Thứ nhất á, để làm chậm tay bạn nè. Thứ hai á, mọi người kích hoạt được một cái lần nội tại. Hoặc là thứ ba á, anh em quăng chó bằng huy á, nó cũng dễ hơn. Còn xài W á, thì nó cũng 50-50 lắm anh em ơi. Còn cái chiêu E này mà xài nó rất là xa luôn á. Cái tầm hoạt động của chiêu E này nó hơi ngắn nha. Mà nãy nó chạy xa quá anh em. Đa này cam bót à. Bót lúc đầu xanh xanh tí, đa này nó xuống hoài luôn anh em ơi. Thôi bạn cam bót thì mình cam mít thôi. Mình nghĩ mình solo được anh em à. Chạy đâu mà lướt đi. Ây da. Ây da. Trời ơi, quăng cái pha quy đó chúng là chết nó rồi á anh em ơi. Tại vì dít nó ra rồi á. Ok làm sao. Không ăn được mạng thì mình đi ăn sau. Xấu hơn sau anh em à. Trời ơi, thật với mọi người luôn nha. Một cái đội hình mà cái Chitina nè, cái dít nè, hoặc là cái dây si á, mà đang thắng lên như thế này, mà cái xấu sâu quá nha, là cực kỳ dễ chơi luôn. Team bạn chỉ cần hở ra cái trụ thôi. Đấy, nói thật với mọi người luôn á, chỉ cần hở ra cái trụ thôi là mất luôn cái trụ nha. Đẩy trụ phải gọi là cực kỳ nhanh với dít, với Chitina cũng như là dây si thắng lên như thế này. Đây, tôi ra lại không ơi. Nghe nói là Aria mất R. Không biết còn tóc biến không ta. À, hết rồi anh em ơi, hồi nãy là hết rồi. Rồi. Thì ông dít không có lên phủ gì vậy. Còn đẩy ra đi chứ. Khó chưa. Trời ơi, quy chúng là ăn mạng rồi đó. Mà làm sao anh em ơi, mình giúp cho dít nó thắng lên đó. Tí nữa dễ win game hơn. Bơi trụ lẹ lắm anh em à. Hồi nãy giờ mình ra mít hoài á, đó là một cái lợi thế rất là lớn cho dít đó nha. Nó đẩy trụ ác. Đang xuống ông ơi. Trời ơi, đà này nó càm bót kìa, nát bét cái bót. Mình xuống hơi trễ rồi. Ô, dây si. Hay không ơi, có tôi nè. Có tôi nè. Ôi, tôi hốt vào đây môi, nó đã. Nó mạnh anh em à. Dây si còn tay le xuống giúp. Ngon á, hay á. Ok, chắc là farm nốt đợt này về nhà mua đồ cái này mà. Có rồng mà, có nên ăn rồng ta. Mấy giờ ăn rồng nguy hiểm quá anh em. Mình không có trừng phạt nữa chứ. Jesse vô giúp các bạn. Hay là AD support vô giúp cái rồng cái nè. Chứ giờ mình ăn là rất là nguy hiểm anh em mà. Thứ nhất là mình 3k tiền rồi. Thứ hai là cái vòng rừng đó, có thể là đang xuống bot tiếp á. Tại vì nó cam bot mà. Ăn rồng mình sợ quá anh em ơi. Sợ cúc á. Giúp cái. Đó, nó chết kìa này mời, nó cắm mắt nó chết kìa. Ăn lẹ và lẹ em ơi. Ăn lẹ và lẹ nha. Rồi cúc. Đánh luôn hả, có mắt nè. Rồi cúc cái, hơn 3k tiền rồi chứ có mua đồ. Cúc cái. Mày mua đồ cái. Rồi này mà cơm bát mình chết một cái là lỗ luôn á anh em. Đang trong một cái nhịp gọi là đi găng, đi game á. Đi găng, đi farm liên tục á. Mất cái nhịp này là xong á. Cái combo 3 trang bị đầu game á, nếu như mà không có bất kỳ một cái trục trặc nào và cái vấn đề tem bạn quá xanh và cái lượng sát thương phép thuật hoặc là cái lượng sát thương vật lý á, thì cái combo 3 trang bị ngon nhất khi mọi người chơi cái meta bra này á. Thứ nhất là đuốc lửa đen. Cái trang bị thứ hai á, là chắc chắn luôn nha mọi người á, phải là mặt nạ đồ đầy Land Ride. Cái trang bị thứ ba á, nó là tùy theo tình huống, nhưng mà ngon nhất á là trượng pha lê rùi la nha. Còn không á, mọi người có thể lên cho mình là đồng hồ cát nè, hoặc là mũ thủy nè, kiểu vậy. Nhưng mà mình nghĩ là ba cái combo trang bị ngon nhất là đuốc lửa đen, mặt nạ với lại là trượng pha lê, tại vì nó vừa có phép, có máu, có giảm gia hồi chiêu luôn. Rồi mày lướt. Ây da. Ấy, nhìn nè. Ây da, nó chạy. Ây da. Ô, vẫn chết tên em ơi, ngon lành, trời bú được hắc linh hồn luôn, đã. Cái con này thật sự là mình cũng lâu rồi chưa chơi đây mà, nên combo nó có hơi lỏ một tí anh em thông cảm nha.
Mình thường hay chơi kiểu mà mấy con ADC á, mấy con mà Zhonya, Yasuo, Lee Sin với các kiểu anh em ơi, mấy con mà cận chiến á. Chơi quen rồi, lâu lâu chuyển làm mấy cái pha mà pháp sư đi rừng như này nhìn có hơi lỏ một chút nha. Anh em thông cảm nha. Pha em nốt cái con sứ giả này các anh em ơi. Mình đang có lợi thế mà, mình cứ snowball thôi. Ok. Con sứ giả này nó có một cái mẹo á, là khi mọi người tác động vào con sứ giả này á, nó sẽ cho mọi người một cái nội tại biến về y hệt cái nội tại bùa Baron luôn, biến về rất rất là nhanh. Không biết chỗ này có mắt không trời. Ở, có mắt cái này mời, nó nè. Đang cầm cái sứ giả này mời, không có quét được. Cậy thế. Đằng này là rồng hót kỹ á. Anh em mà hết máu anh em cứ vô rừng quăng vài skill lên máu lại gì đâu mà. Đàn này nó cướp rừng mày nè anh em. Mày né đi. Mày né rồi xong xong. Dính rồi. Ây da tóc biến. Cơ rờ cơ rờ cơ rờ. Ý không tới kìa. Cây giờ W phải đó chúng là ăn rồi anh em mới tóc biến à. Mà mọi người thích sốc đam ghê không? Chỉ cần dính cái nội tại thôi. Làm chó một cái đó là chết liền. Phải đâu mà không có tóc biến là chết rồi đó. Đam đúng lỗi luôn á. Và dỗ quá rừng phải gọi là cực kỳ nhanh nữa. Nói chung là cái con này mọi người đi support cũng mạnh, đi mid cũng mạnh, đi rừng nó cũng mạnh nha. Nhưng mà cái con này á, nó thiếu một cái điều rất là quan trọng luôn. Đó chính là cái sự linh hoạt á. Nó hơi thiếu cơ động nha mọi người. Nhưng mà làm sao nó bù lại cho anh em là một cái lượng sát thương lớn rồi. Ơ có mắt à. Và có mắt ở trong đây anh em mới khó chịu vậy. Rồi chón chúng nha. Xong rồi ăn rồi đó. Anh em thấy easy không? Chỉ cần chón chúng thôi là có mạng. Kiểu kiểu vậy. Dễ chơi. Mà nếu như mọi người cho không chúng thì thôi. Tại vì kỹ năng của con này nó hồi chiêu cũng khá là nhanh. Cái combo WQ á, hoặc là EQ á, nó tầm có 5 giây thôi mọi người. Mà đây là mình chỉ mới là được hai cái trang bị lớn thôi nha. Chứ nếu như mọi người có những cái trang bị hồi phục nó tốt hơn, có những cái trang bị nó hồi kỹ năng tốt hơn á, thì một cái combo có chón á, nó chỉ tầm đâu đó là 3 giây thôi. Thật, Chewie nó hồi rất rất là nhanh. Và đây mình chỉ mới nâng cấp 3 điểm Chewie thôi nha mọi người. Tại vì mình đang là brand đi rừng nên mình phải tăng W full trước đầu tiên để mà dọn qua rừng cho nó nhanh. Đây, mình đang muốn hướng tới luôn tiếp một cái trang bị lớn nữa, đó chính là trượng Valeria nha. À mà quét mắt đúng không? Xin cái chón, xin cái chói. Rồi, trúng rồi, trúng rồi. Ây da, không phải là mình ăn hả? Ây da, có hỗ trợ thôi em ơi. Có một cái hỗ trợ thôi. Trời ơi, dọn rừng bao nhanh luôn anh em. W E Q phát là xong cái bãi rừng rồi đó, thấy không? W E Q một phát thôi là xong cái bãi rừng rồi. Đâu có cần làm gì nhiều đâu mọi người. À, có mắt hả? Cái đạo xanh. Đi đâu cũng có mắt cái ta. Ăn rồng các bạn ơi. Ăn rồng cái, ăn rồng cái, ăn rồng cái. Rồng free nè. Ngại dại gì mà không ăn anh em. Tại vì rừng nó chết rồi á. Rồng free luôn. Đợi tí này mồi. Ăn rồng cái. Anh em cứ chiêu chiêu đi nào. Mấy ăn rồng mất nửa cây máu luôn. Ơi ơi tránh ra tránh ra. Máu của tao. Cái sứ giả này nè mồi. Ơi ơi chui 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 chui. Trời ơi gì mà hụt kìa. Dính là chết à. Được luôn không? Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Dạ lại tóc biến nữa. Nãy giờ combo này là tóc biến đó luôn anh em. Tức quá mà. Chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Chết không? Chết luôn rồi này mời. Phải có mạng chứ. Nãy giờ thật sự là hơi cay đó. Cứ combo ai là nó tóc biến thôi. Ui dồi, ba đồ rồi nha mọi người ơi. Mà mới phút thứ 22 à. 22 ba đồ. Là hơi gớm rồi đó. Một tốc độ lên đồ phải gọi là hơi nhanh luôn á nha mọi người. Anh em ready mid nè. Mới thẳng sứ giả nè. Bê chủ á. Vô. Rồi xong. Mày tránh ra. Mày tránh ra.
Ăn này nè anh em ơi, chuối nè. Rồi dính rồi đó, dính rồi đó, dính rồi đó, dính rồi đó. Chết không? Xe đang rồi chút vậy. Ui mình hút mạng nè anh em. Đốt chết luôn kìa, ảo ơi. Phải đó mà đủ đam mà. Uầy. Phải đó mà đủ đam mà chắc chắn là chỉ có thể thằng xe này nó rời chúng ở đây mà. Ê chuối, nó đây, nó đây. Lạ là tóc biến rồi nãy giờ mấy lần rồi anh em. Cứ combo là tóc biến thôi, phải gọi là chơi con bà ra này là cực kỳ áp lực luôn ở đây mà. Cực kỳ áp lực luôn. Mình một cái e rồi dinh mất nửa cây máu, gì vậy? Một cái e dinh mất nửa cây máu, chơi bời gì nữa? Nhìn này anh em ơi. Thấy mà nó không dám lên luôn. Brand này là Brand đi rừng á. Áp lực chưa? Trời nó không lên luôn mà anh em. Nửa cái máu thì gớm đi ba. Bắn cái cầu xong cái nửa cái máu kia. Ngày xưa nó xanh dữ vậy. Hay là đi ăn Baron đi anh em. Đi vòng 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 làm gì trời. Cái khó đây là tay mình nó không cái tăng á. Đi ăn Baron nó cũng hơi khoi nha. Rồi thử đây, vô luôn. Có hồi phục mà anh em à, có Senna nó hồi phục á. Trời ơi, đúc Baron đúng lẹ luôn anh em à. What the fuck. Ui. Có mỗi mình với lại là Senna ăn mà ăn Baron đúng lẹ luôn á, thề. Đây mới cả hai đứa hả? Rồi JC vô nữa là bao lẹ luôn anh em. Bao lẹ luôn. Trời ơi. Ăn Baron có ba đứa à. Siêu mau luôn. Nó đốt kìa. Wow. Một cái lượng sát thương phải gọi là vật killer luôn anh em à. Rồi, Dragon Bass chiêu chiêu anh em. Cái món thứ 4 của mình đang muốn hướng tới là một cái đồng hồ cát nha. Nhưng mà trước khi lên cái đồng hồ cát là mình cũng đang có giáp tay sticker rồi anh em. Một cái trang bị mà giúp cho mình câu thời gian nó cũng khá là ổn rồi. Đi kiếm chuối rồi, kiếm chuối rồi. Đây. Một cái W, cái Quy nè. Hụt hả? Phải đó tưởng chắc chắn trúng chưa? Ủa, mắt nó cắm tùm lum. W. Tôi biết ngay mà. Dính anh em ơi. Dính anh em ơi. Ủa, nó đâu? Đốt từ nhà tới trường luôn. Sao mà chịu nổi trời. Một cái nè búp lên cái khiên phép của anh em mà. Đốt mất cái khiên phép luôn mà. Hài cốt thật sự. Ê, từ từ anh em, con rồng cái. Chiêu chiêu đi, ăn rồng xong cơm bát sau cũng được. Rồi, đi cơm bát thôi. Đó, nó bắt mình nè. Dễ bắt tao. Mày dễ bắt tao. Ha ha ha. Easy nhờ. Quăng cái R, cái E, thêm cái W một cái anh em ơi. Double kill luôn, trời nó dễ. Cái nổ đam kinh khủng khiếp thật sự luôn á. Đốt từ đốt lửa đen nè, đốt từ mặt này đầy line ride nè, đốt từ cái nội tại nè, cũng như là thêm cái làm chậm từ cái chuyện phải lên rely nữa. Chịu sao mình nói anh em. Vừa lê vừa lết luôn mà. Ủa đâu vậy? Hài cốt nhất vẫn là cái pha mà một cái này nó búp cái khiên lên đó. Anh búp cái khiên lên để anh chặn cái làm chón anh em. Nhưng mà nội tại của mình đốt mất cái khiên luôn. Quăng chón vẫn trúng. Phải là đúng hài luôn á. Ok. Ôi cái tốc độ farm nó gọi khá là ổn mà. 200 lính rồi. Đây mọi người, khi mà lên cái lối lên đồ như thế này á, thì anh em sẽ vừa có phép, vừa có máu, cũng như là vừa có một lượng chống chịu rất là tốt. Với hơn 100 giáp nha mọi người. Hơn 100 giáp, 3k máu. Gớm chưa. Pháp sư á, tướng pháp sư á, mà 3k máu, hơn 100 giáp mà vẫn có một cái lượng sát thương lớn. Tại vì cái trượng nè, cái mặt nạ nè, nó cũng cung cấp cho mọi người một cái lượng máu rất là lớn rồi. Và thêm mấy giáp tay sticker nữa, hướng tới là cái đồng hồ cát nha mọi người. Trời ơi, farm siêu nhanh luôn anh em, thề. Farm đúng lẹ luôn á. Đó, cứ xài đúng một cái combo. Cứ đúng một cái combo là W, E hay là Q trước cũng được á, chỉ cần nó nổ cái nội tạ thôi là đủ rồi đó. Xong một cái quái, đi farm tiếp thôi. Combat mà thiếu tôi à. Thiếu tôi là không được rồi. Tóc biến à. Dính, hỗ trợ à, cay đó nhờ. Một cái rò. Chạy đi đâu nữa bạn ơi.
cái rò là thẳng vào mặt mà né sao được anh em. Ơ, ơ, gì đây? Hai tay vô tình bước qua đời nhau hả? Hơn cái lúc đó mình chưa nọ, chưa có... Wow! What the fuck, đốt chết luôn kìa anh em. Đủ đam luôn á hả? The hell? Rồi dính luôn, dính luôn. Đốt, đốt, đốt. Trời ơi, nó mạnh điên anh em ơi. Nó dễ chơi ác. Mình nghĩ là mọi người nên tập chơi con này nha. Đi rừng, đi mid hay là đi support cũng được á. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mọi người mà làm biến lách hit á, anh em cứ đi rừng đi. Rừng cho nó dễ chơi. Cũng tôi cả. Ui rồi, đồng hồ cát không kịp luôn á chứ. Thôi, chắc là lên endgame luôn nha mọi người ơi. Có rồng 4 rồi, 3 len rồi. Team bạn bây giờ thật sự là đếp. Đếp cái nhà lính siêu cấp là cũng mệt lắm luôn rồi đó. Tại vì 3 len luôn rồi, nhà những cái sông bay. Đang lên mọi người, mà mình cũng full đồ rồi nên ơi. Thêm một cái mảnh nhỏ thôi là mình lên được cái trường hắc khó rồi á. Là một cái trang bị xuyên kháng phép phải gọi là cực kỳ mạnh nha. Đang lên, cho tôi thả cái rờ gái. Lại đây. Trời ơi, mình bay cái ba máu luôn à. Phải đấy. Một cái vị tướng pháp sư mà có một cái lượng máu phải gọi là siêu trâu. Và 150 dép rồi nha mọi người. 150 dép á. ADC bắn nó cũng hơi mệt. Rồi rồi rồi, một cái R. Một cái R là dính luôn á, dính luôn á anh em ơi. Đây 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 đây. W nè. Nổi chết không? Ở trong nhà hồi máu anh em ơi, chịu. Ăn này, trời ơi. Hồi quên luôn anh em nha. Ok, vậy GG tất cả mọi người và tạm biệt anh em. Bye bye.